sẽ đến với đội hình xuất phát của hai đội. Bên phía Hidden Dragon có sự xuất hiện của Chu Thành Đạt, Lê Minh Quân, Nguyễn Anh Kiệt, Sơn Minh Tâm và số 16 là Nguyễn Minh Quân. Trong khi với cao thủ 3F Galaxy thì một đội hình toàn sao với sự xuất hiện của Phú Vinh ở vị trí trung phong, rồi cặp Lê Hiếu Thành, Đinh Tiến Công đánh tiền phong không thành công của Lê Hiếu Thành. Đây là Huy Hoàn, 3 điểm được ghi cho Huy Hoàn và các em sút sở trường. Vừa rồi là một món quà dành cho Đinh Tiến Công và Đinh Tiến Công không bỏ lỡ 2 điểm. Nhưng bóng vẫn trong tay của các cầu thủ Hidden Dragons. Kiến tạo rất hay từ Anh Kiệt và Thành Đạt là người lên điểm và họ đang có thành tích là 2 thắng 1 bại. Rất tốt. Dễ dàng có pha bách đo và điểm được ghi cho Lê Hiếu Thành. Anh Kiệt kích ra nhưng không được rồi, lại một steal và cơ hội phản công. Huy Hoàn dễ dàng có 2 điểm cho Huy Hoàn. Ném hơi thiếu chính xác của Sơn Minh Tâm. Và sau đó là tình huống mid-range tốt mang về 2 điểm cho Hidden Dragons. Lần này thì Hiếu Thành đã có một đường truyền tốt dành cho Phú Vinh và Tô Ngọc Khánh. Còn đây là Phú Vinh, tầm ném rất cao. Dễ dàng có 3 điểm với cú ném nothing but net của Phú Vinh. Hidden Dragon cũng chơi song phẳng và có một câu trả lời đanh thép với quả ba. Khoảng trống cho Đinh Tiến Công. Có cú đáp trả của Đinh Tiến Công. Dí dổ vẫn là pha backdoor và một nhịp pump fake rất bình tĩnh. Sau đó là tình huống dí dổ đơn giản. Bap Galaxy. Thêm một cú ném xa của anh Kiệt. Lần này thước ngắm của anh Kiệt đã không chính xác. Cú ném chính xác từ góc không độ của anh Kiệt. Khoảng trống cho Võ Huy Hoàn. Một cơn mưa 3 điểm đang được xuất hiện ở nhà thi đấu Thanh Trì. 3-2. Có 2 điểm cho Võ Huy Hoàn. Fast break rất nhanh. Vĩnh Quang. Thêm một cú ném xa chính xác nữa dành cho 3F Galaxy. Galaxy một giải ngân hà. Rất nhiều những ngôi sao. Rất nhiều những cầu thủ có thể tỏa sáng. Trong tay của 3F đến lượt Tiến Dương. Không được. Nhưng vẫn là Phú Vinh. Thả rổ. Ok luôn. 2 điểm nữa cho Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Sơn Minh Tâm. 3 điểm tính dành cho Sơn Minh Tâm. Còn khoảng 6 giây cho Vĩnh Quang. Lại là một tình huống dứt điểm ở khu vực đáy rổ. Và sau đó Phú Vinh đã tận dụng sức mạnh về chiều cao của mình. Đây là câu trả lời của 3F. Rất tốt. Điểm cũng đã được ghi. Tốc độ của anh Kiệt. Đường truyền chất hay. Và đó là 2 điểm từ tình huống dí dổ của Chu Thành Đạt. Tiến Dương. Huỳnh Vĩnh Quang hit the 3. Và 3 điểm được ghi cho một hiệp đấu mà hai bên đều chơi thoáng tay, đôi công. Và những cú ném ba đẹp mắt như thế này xuất hiện rất nhiều từ đầu. Nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn đối với các cầu thủ của 3F Galaxy khi mà các cầu thủ áo cam vẫn đang ném ba rất vào tay. Khá đáng tiếc cho tình huống reverse layup vừa rồi của cầu thủ Hidden Dragons. Nhưng tuy nhiên sau đó thì Chu Thành Đạt đã có mặt rất kịp thời. Vội vàng, vừa rồi tình huống tấn công vội vàng của 3F Galaxy. Đó là cú mid-range tốt của từ nửa sau của hiệp 1. Và đó là cơ hội để Hidden Dragons đang liên tục chạy điểm. Vĩnh Quang. Thêm một cú ném xa chính xác dành cho Vĩnh Quang. Huy Hoàn. Công Đinh. Lợi thế về mặt thể hình được cao thủ 3F khai thác và họ lại có thêm 2 điểm. Anh Kiệt đột phá, pull up. 2 điểm được ghi cho anh Kiệt. Đội Sóc Trăng nữa. Cầu thủ có cùng đơn vị với nhau. Rất dễ dàng, một mình một rổ ở Phú Vinh chưa cần bung sức quá nhiều. Nhưng như vậy cũng là quá ổn với 3F rồi. Chạy phản công rất nhanh, pha đánh rim to rim và điểm cho Huy Hoàn. Và tất nhiên là tìm kiếm một đánh đấu thuận lợi ở vòng knockout. Pha thả rổ tựa bảng rất nhạy cảm của Lê Hiếu Thành. Hiếu Thành được chuyền rất điệu nghệ. Công Đình wide open và 3 điểm được ghi cho Đinh Tiến Công. Thả rổ đơn giản của Phú Vinh. Thì một số cầu thủ dự bị của 3F Galaxy đã được trở lại sân. Gọi là dự bị nhưng thực sự trình độ của họ là rất vượt trội và rất hơn hẳn so với các cầu thủ Hidden Dragons. Sơn Minh Tâm. 3 điểm tính cho Sơn Minh Tâm. Một phá của Sơn Minh Tâm. Thêm những điểm số dành cho Tâm Cò. Hiệp 2 của trận đấu đang đi tới những khoảng thời gian cuối cùng. Và đó là cú ném xa đầu tiên của Tiến Dương. Được chuyền hơi mất tập trung một chút của Phú Vinh. Và 3 điểm được ghi cho Hidden Dragons.
họ không gặp quá nhiều khó khăn, cũng không gặp quá nhiều sự phản kháng tới từ các cầu thủ áo đen. Hiệp 3 khởi đầu với 2 điểm dành cho Hidden Dragons. Lê Hiếu Thành đột phá. Và cũng rất nhanh, Hiếu Thành đã có cho mình 2 điểm từ tình huống layup. Vĩnh Quang. Và còn trả lại cho Dương Đại Bàng. Và 3 điểm được ghi. Dáng ném đặc trưng của Tiến Dương. Hiệu quả hơn rất nhiều về tỷ lệ dứt điểm thành công. Họ có thêm 2 điểm nữa từ tình huống dí dổ của Huỳnh Vĩnh Quang. Khoảng thời gian nghỉ giữa trận thì các cầu thủ Bad Glassy không cần vào locker room. Và chỉ trở ra vài khoảnh khắc trước khi hiệp 3 bắt đầu. So với hầu hết các cá nhân của Hidden Dragons. Đó là 2 điểm của Nguyễn Phúc Vinh. Kiệt. Đường chuyền hơi ẩu. Có chút chủ quan từ Phúc Vinh. Nhưng vẫn là cơ hội tấn công dành cho Bad Glassy. Vĩnh Quang. Thêm một cú ném chính xác nữa của Vĩnh Quang. Đó là đường chuyền hỏng của anh Kiệt. Deep three của Vĩnh Quang. 3 điểm tính dành cho Vĩnh Quang. Vĩnh Quang đang chơi rất hay. Cầm bóng ở cổ chai. Vẫn có điểm được ghi cho số 10 của Hidden Dragons, Lê Minh Quân. Anh Kiệt đột phá. Không truyền mà đó tình huống lay up. And one dành cho Báo Đen. 5 giây. Được truyền cho Phúc Vinh. Cú ném ở tầm trung. Rất tốt. Phải ra tay gọn gàng của Phúc Vinh. Một outlet pass của Huỳnh Vĩnh Quang. Quarterback Huỳnh Vĩnh Quang kiến tạo quá thuận lợi cho Thành Đạt. Lại là cơ hội dứt điểm cho Phúc Vinh. 3 điểm tính cho Phúc Vinh. Lê Tiến Dũng. Có 2 điểm cho Tiến Dũng. Chase down block đẹp mắt của Thành Đạt. Và anh Kiệt mang về 2 điểm. Bên phía Hidden Dragons, tốc độ của Sơn Minh Tâm. Sải chân rất dài. Hãy vào làm khó đối thủ. Khoảng trống mênh mông cho Phúc Vinh. 3 điểm được ghi. Sau một hồi lắc rổ thì bóng sẽ có thêm một trận đấu 100 điểm nữa xuất hiện ở HDC năm nay. Vừa rồi là 2 điểm dành cho Mai Xuân Hoàng. Sẽ tiếp tục là điểm. Thêm một steal và 2 điểm. Pha móc rổ rất cảm giác. Lần này thì Hidden Dragon đã phá chắp thành công. Và có điểm được ghi cho Minh Quân. Ba là thêm một hiệp đấu nữa mà các cầu thủ 3F thi đấu vượt trội. Trong đó kỷ lục đang được Thăng Long Warriors nắm giữ với con số 121 điểm vào rổ của Giờ Dù. Đây là Phú Vinh. Quá hay. Pha chạy cắt đáy và nhà bóng và cả đội tuyển quốc gia Việt Nam nữa. Cú ném 3. Chính xác và 3 điểm nữa được ghi. Tiếp tục là kiến tạo của Lê Hiếu Thành. Người ghi điểm là Thanh Đạt. Đây là Tiến Dương. 3 điểm tính cho Tiến Dương. Và trong bối cảnh mà trận đấu có thể nói là đã an bài thì sự xuất hiện của một nhân vật thú vị như vậy có thể sẽ khoảng trống mênh mông cho Tiến Dương. Cách and shoot 3. 3 điểm cho Dương Đại Bàng. Thầy Hiếu Thành chuyền bóng rất hay. Tiến Dương đang rất hot hand. 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ bước vào bán kết. Không có bất kỳ một cầu thủ BF Galaxy nào có thể ngăn cản Chu Thành Đạt trong tình huống vừa rồi. Cái đội dường như đang không quá chú trọng với công tác phòng ngự của mình. Cướp bóng cho Sơn Minh Tâm. Đường truyền và sau đó thì Tâm Cò đã quay mặt đi. Đây là Vĩnh Quang. Thêm 3 điểm dành cho Vĩnh Quang. Phúc Vinh. Wide open. Và thêm một cú ném xa chính xác nữa. Bóng đi và cuống rổ thôi. Nhưng vẫn có rebound. Sơn Minh Tâm tay trái và 2 điểm cho Sơn Minh Tâm. Và chúng ta có thể thấy ở hiệp 4 này chưa xuất hiện bất cứ một lỗi đồng đội nào. Như vậy là BF Glassy đã chạm mốc 121 điểm. Một cú ném 3 hiếm hoi, muộn màng. Còn đây là Vĩnh Quang. Cứ ném là vào rổ. Anh Kiệt. Thêm những điểm số dành cho anh Kiệt. Đây là 2 điểm dễ dàng dành cho Chu Thành Đạt. Một trận đấu với tổng số điểm mà có thể ví như là một trận đấu All-Star vậy. Có lẽ sẽ không một cầu thủ phòng ngự nào của Hidden Dragons về kịp để ngăn cản tiến công ghi 2 điểm. Tiến công thậm chí còn không cần chạy về. Anh đứng đợi ở phía trên và nhận quà từ đồng đội. Trong những tình huống vừa rồi thi đấu như những tiền đạo. Họ thi đấu gần với mục tiêu và chỉ chờ những đồng đội mớm bóng cho mình mà thôi. Liên tiếp là những điểm số của cả hai bên.
Phúc Vinh sẽ lại có một cú ném 3 và 3 điểm nữa cho Phúc Vinh. Như vậy là trận đấu đã chính thức khép lại. Hai đội đã không tấn công nữa. BF Galaxy kết thúc trận đấu với chiến thắng 133-87. Đây là chiến thắng thứ 3 của BF Galaxy.